Quý vị và các bạn đang theo dõi Chuyển động 360, nơi cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong ngày. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung đang được quan tâm. Điểm tiêm ở trường Trung học phổ thông Nam Trực có 1.900 học sinh đăng ký tiêm. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, trường đã phân lịch tiêm theo khung giờ nhằm tránh tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Trước khi tiêm, các em đã được các y bác sĩ khám sàng lọc sức khỏe kỹ lưỡng, hướng dẫn các quy định liên quan đến tiêm vaccine phòng COVID-19. Em xin rất cảm ơn nhà trường đã tổ chức cho chúng em một cuộc tiêm trên diện rộng miễn phí ạ, bởi vì nó rất có ích trong thời buổi dịch như thế này ạ. Lúc trước là em cũng rất là muốn tiêm nhưng mà do độ tuổi chưa phù hợp ạ, nên là đợt này được tiêm thì em cảm thấy rất là vui, bởi vì là có thể là nó sẽ không gián đoạn vào việc học của mình quá nhiều. Đến thời điểm này thì việc tổ chức phân luồng, hướng dẫn, chỉ đạo các cái phòng tiêm, các cái phòng chờ là diễn ra đúng theo kế hoạch và học sinh chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của nhà trường, của giáo viên chủ nhiệm. Tỉnh Nam Định có hơn 60.120 trên tổng số 61.190 học sinh trung học phổ thông đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Tính đến hết ngày 9 tháng 12, sau 4 ngày tiêm, toàn tỉnh đã tiêm được hơn 49.210 mũi vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trên địa bàn. Tất cả các cái điểm tiêm của chúng tôi phải có cái phương án, tất cả các phương án hết sức là đầy đủ trước khi tiêm, từ cái công tác chuẩn bị các cái hồ sơ cho đến chuẩn bị các cái trang thiết bị, rồi chuẩn bị các cái đội cấp cứu lưu động để làm thế nào chúng tôi triển khai tốt nhất tất cả những các cái sự cố nếu có xảy ra ở trong cái buổi tiêm, là chúng tôi phải xử lý được một cách sớm nhất và tránh những cái xảy ra những cái rủi ro. Qua theo dõi, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định ghi nhận 330 trường hợp phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào xảy ra phản ứng nặng. Hiện các địa phương, cơ quan chuyên môn đang gấp rút hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh. Hiện nay, thành phố Cà Mau đang quản lý điều trị cho hơn 1.000 ca F0, trong khi ca mắc mới trong cộng đồng ngày càng tăng cao thì vấn đề quá tải tại các cơ sở điều trị COVID-19 là khó tránh khỏi. Do đó, thành phố đang triển khai quyết liệt, triệt để các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả. Thời gian tới đó, thì thành phố tiếp tục tuyên truyền với người dân thực hiện đảm bảo đúng quy định 5K. Cái thứ hai nữa là tuyên truyền vận động người dân đối với khi cần thiết thì mới ra đường, dừng tất cả các cái cuộc tụ tập tiếp xúc đông người mà không cần thiết. Cà Mau ghi nhận gần 13.500 ca mắc COVID-19. Đáng lưu ý là số ca bệnh tăng rất nhanh từ thời điểm tháng 10 năm 2021 kéo dài đến nay, khi tỉnh tiếp đón hàng chục nghìn công dân Cà Mau ở nhiều địa phương vùng tâm dịch về. Số ca mắc COVID-19 tăng cao, có thời điểm vượt mốc 600 ca một ngày. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cà Mau đã ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỷ lệ dân số từ 12 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt khoảng 87%. Trung bình mỗi ngày, tỉnh Bình Dương vẫn có trên 500 ca mắc COVID-19. Sở Y tế Bình Dương cho biết, riêng ngày 18 tháng 12, ghi nhận 455 ca mắc mới, thu dung được 4.731 bệnh nhân. Hiện các cơ sở điều trị 278 bệnh nhân, toàn tỉnh có 47.371 F0 đang điều trị tại nhà. Sở Y tế Bình Dương cho biết, thời gian tới dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Sở Y tế hiện đã có 162 trạm y tế lưu động ở các khu công nghiệp và khu vực đông dân cư có nguy cơ dịch, tăng 19 trạm y tế lưu động so với tháng 10 năm 2021. Để hỗ trợ trạm y tế lưu động trong việc chăm sóc, quản lý F0 tại nhà, Sở Y tế yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị, thành phố khẩn trương xây dựng, thành lập tổ chăm sóc người mắc COVID-19 cộng đồng. Về việc phát thuốc cho người bệnh, Sở Y tế Bình Dương cho biết đã có công văn đốc thúc các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo cung ứng, quản lý, sử dụng túi thuốc tại nhà. Tính đến nay, quận 4 là địa bàn duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp độ dịch từ cấp độ 2 lên 3, nguy cơ cao, vùng cam. Đây là địa bàn nhỏ có nhiều xóm lao động, hẻm nhỏ chằng chịt. Nhiều người chủ quan cho rằng sau khi đã tiêm 2 mũi vaccine và khỏi bệnh, có thể miễn nhiễm COVID-19 nên giao lưu trong cộng đồng diễn ra rộng hơn. Chủ yếu bây giờ là phải truyền thông như thế nào để người dân nhận thức rằng là đã tiêm đủ liều vaccine, đã từng là F0 thì vẫn phải bảo vệ mình. Chỉ khi nào mà mình an toàn thì gia đình mình mới an toàn và xã hội mới an toàn.
Sau khi cấp độ dịch tăng lên, quận 4 đã chủ động hạn chế một số hoạt động trên địa bàn, yêu cầu các hàng quán ăn uống giảm 50% công suất. Các hoạt động kinh doanh mua bán khác đều được yêu cầu hạn chế theo cấp độ dịch từng địa bàn. Hiện quận 4 đang có 18.000 ca mắc COVID-19. Ngày 9 tháng 12, Đà Nẵng ghi nhận 152 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong số ca này có đến 111 trường hợp là công nhân công ty Matrix quận Liên Kiểu. Hiện tại Liên Kiểu là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất thành phố, trong đó phần lớn là công nhân hoạt động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Hòa Khánh. Theo đánh giá của ngành y tế, chùm ca bệnh tại khu công nghiệp đã qua 8 chu kỳ lây nhiễm và đang bùng trên diện rộng và nhiều ca dương tính chưa rõ nguồn lây. Nguyên nhân chính là do công tác đánh giá và nhận định tình hình chưa đầy đủ. Hơn thế nữa, một số doanh nghiệp không thực hiện các yêu cầu và biện pháp phòng chống dịch. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế thành lập ngay đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra và quy trách nhiệm đối với công ty Matrix về việc để bùng phát dịch trên diện rộng và không có phương án phòng dịch khi doanh nghiệp hoạt động. Rà soát hết và thanh tra các việc triển khai xử lý một cái ổ dịch của một công ty đặc thù Matrix để xem thử là các anh chị đã tuân thủ về các cái hướng dẫn cũng như là các cái kế hoạch công tác phòng chống dịch trong của một đơn vị nó như thế nào. Và qua đó thì chúng ta sẽ rút kinh nghiệm ở nhiều các đơn vị khác. Bởi vì chúng ta nói rất là nhiều, gần như 2 năm đi rồi. Nên đề nghị là Sở Y tế, bộ phận thanh tra của Sở tổ chức sớm và có cái kết quả báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các địa phương đánh giá lại và quản lý chặt các vùng phong tỏa, hạn chế người ra vào, chủ động triển khai xét nghiệm diện rộng nhóm đối tượng nguy cơ cao để sàng lọc F0 trong cộng đồng. Đồng thời yêu cầu 5 quận huyện khẩn trương triển khai điều trị F0 tại nhà theo quy định của thành phố. Ngay khi ghi nhận 120 ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 9 tháng 12, Trạm Y tế phường Hòa Khánh Bắc nhanh chóng truy vết và lấy mẫu xét nghiệm trường hợp tiếp xúc gần F1 ngay tại nhà. Với 5 ổ dịch và 120 ca bệnh trong một ngày, số lượng F1, F2 lên đến hàng ngàn người. Chủ động không bỏ sót các F nguy cơ cao, Trạm Y tế phát thông báo lịch trình dịch tễ của ca bệnh để người dân chủ động đến khai báo và được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, hướng dẫn biện pháp cách ly phòng dịch. Tới từng nhà để lấy mẫu cho họ. Xem xét là ở địa bàn xung quanh là có tiếp xúc với ai nữa không, truy vết những người xung quanh. Nếu mà trong cái diện tiếp xúc ấy, thì mình sẽ lấy mẫu xét nghiệm, rồi dân dây để cách ly cái nhà này với những cái đối tượng khác. Quận Liên Chiểu đang là điểm nóng dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, với 19 chuỗi lây nhiễm liên quan đến chợ Hòa Khánh và khu công nghiệp. Từ ngày 9 tháng 12, quận áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn ở cấp độ 3. Trong đó, số ca bệnh của hai phường Hòa Khánh Bắc và Hòa Hiệp Nam đã chạm mốc cấp độ 4. Để nhanh chóng kiểm soát tình hình, hạn chế nguồn lây ra cộng đồng, ngành y tế tăng cường lực lượng, tăng tốc truy vết, lấy mẫu diện rộng. Phần tăng tốc của mình truy vết F1, cách ly tại nhà và lấy mẫu tại nhà. Thứ hai nữa là xét nghiệm những đối tượng nguy cơ cao như nhà hàng, quán ăn uống là 30%. Còn lại hộ gia đình mình lấy mẫu 100% của hộ gia đình, đại diện một người. Và số đó ra thì ra hiện tại ra mẫu chùm. Khi đó ra là phát hiện chùm nghi ngờ thì mình tăng tốc làm ngay. Số lượng F1 cách ly tại nhà nhiều, các điểm phong tỏa liên tục tăng. Do đó, quận Liên Chiểu tăng cường lực lượng trực chốt tại các điểm phong tỏa, cũng như khoanh vùng và đánh giá tình hình tại những địa điểm phát sinh ổ dịch mới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo.